Rồi, hôm nay mình có một cây 6S Plus này. iPhone 6S Plus tình trạng thì nó hơi nó có chảy nha anh em. Nó có chảy. Vỏ zin có chảy dăm dăm này. Nói chung là máy còn không còn long lanh đó, nó có chảy chấm chấm đấy. Thì mình thấy cục pin nó kém rồi, mình mới thay cho em nó một cục pin và một cái kính. Thay cho cục pin này, đó, màn hình thì màn hình zin. Màn hình zin nha anh em. Đây, màn hình zin đây. Màn hình zin nhạy mượt, vân tay vẫn còn. Kính mới, tình trạng là kính mới. Mình tháo bên trong cho anh em xem kiểm tra luôn. Tại vì cái máy này sản xuất lâu rồi. Pin 100% này. Sản xuất lâu rồi. Nên nó pin nó còn không còn ấy nữa. Mình thay này, dung lượng pin này 100% này. Để lại cho anh em với cái giá 2 triệu. Chắc mình bể mở bên trong cho anh em xem. Nè. Mở bên trong cho anh em xem này. Có cái chỗ bán điện thoại nào mà dám mở máy cho khách xem không? Đây. Mình mới thay cục pin này. Mình mới thay cục pin. Và máy này. Máy chưa bung này. Đây, nếu mà bung sửa chữa thì nó sẽ có bung những cái siêu này ra, siêu rồi sửa chữa này ra, máy chưa sửa chữa gì nha anh em. Máy không nóng này. Máy không bị nóng, mình đã kiểm tra rất kỹ rồi. Máy không nóng, nghe nhạc quay phim mồm. Đây. Màn hình xịn này. Màn hình zin, kính thì kính thì kính thay. Cái mặt kính này là kính thay này, nhưng mà màn hình vẫn còn màn hình xịn. Đó, đẹp, mượt. Nó không ảnh hưởng gì đến cảm ứng hết á. Mình thay kính là nó không ảnh hưởng cảm ứng hết. Đến xong màn hình nó còn đẹp là được. Để lại cho anh em với cái giá hai cũ nha. Anh em trong kênh, anh em nào trong kênh ủng hộ thì đặt nhanh. Trong kênh này sẽ, cây này chắc không lâu rồi. Bay nhanh rồi. Cây này cày game vẫn được nha anh em. Nâng cấp, nó vẫn hỗ trợ nâng cấp lên iOS mới đó. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi kênh nhé. Chào tạm biệt anh em. Cây này với cái dung lượng của nó là hình như là có mỗi 32GB sao. Rồi, 32GB nha anh em. Ok.